Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan và các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Bằng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tấm lòng, sự biết ơn sâu sắc và mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé về vật chất cũng như tinh thần để chăm lo cho các đối tượng thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm, góp phần xoa dịu những mất mát hy sinh của các bác. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh cũng đã dành nguồn kinh phí từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên, người lao động để đến thăm và tặng quà 28 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần các mẹ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ. Mong các mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, quê hương. Các phần quà ý nghĩa được trao tặng trong dịp này trị giá khoảng 77 triệu đồng, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, qua đó tô thắm hơn truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.